Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện ma đáng sợ. Nhớ cái hồi năm 2009 đến 2013, nổi lên cái trò chơi thám hiểm ngôi nhà ma ở mấy khu công viên. Bạn nào từng chơi rồi nhớ chia sẻ thêm nha. Mình còn nhớ là cái năm 2009, khi ấy nghỉ hè và mình có đăng ký tham gia vào nhóm hóa trang ma quỷ của hội sinh viên làm bán thời gian. Ngôi nhà ma của tụi mình nằm ở công viên Lê Thị Riêng, cạnh cổng chính đi vào. Giá vé là 20.000 một người, thời điểm năm 2009 đến 2011. Nói chung mình làm công việc này vui là chính thôi, và cũng cả đam mê với cái trò kinh dị nữa. Mình làm chỗ này được mấy tháng, sau đó mới nghỉ đi tìm công việc mới. Bạn nào mà từng chơi ở công viên Lê Thị Riêng, chắc có nghe qua cái vụ một bạn nữ bị nhát thật ở trong ngôi nhà ma, đến nỗi khóc và rồi ngất xỉu luôn. Và tụi mình phải ngừng cải trang cùng với bạn bè của bạn nữ khiêng bạn ấy ra ngoài nghỉ ngơi. Chính vì cái chuyện của bạn nữ này mà vài bạn trong nhóm xin nghỉ việc không làm nữa vì quá sợ hãi. Khi ấy thì trời cũng chạng vạng sắp tối rồi, cỡ 15-20 phút thì bạn nữ kia mới tỉnh và tự nhiên khóc tiếp, sau đó mới kể lại chuyện đã bị ma thật nó nhát như thế này. Những cái bạn nào từng chơi rồi thì mình không kể vòng vo nữa hả. Nói chung thì ngôi nhà ma này người ta sẽ chia theo từng khu vực một. Có chỗ để co mấy hình nhân kinh dị máu me kèm theo cả một người hóa trang để sẵn sàng bổ nhào ra, hù dọa và không được phép ra khỏi căn phòng của mình đã được sắp sẵn rồi. Mình nói đây, người hóa trang chỉ có nhiệm vụ ở yên trong phòng đó mà thôi. Ai vi phạm sẽ bị quản lý cho nghỉ việc ngay. Theo như lời của bạn nữ kia kể, thì cái lúc đó bạn ấy sợ quá, chỉ biết nhắm mắt vào, nắm chặt tay người phía trước mà đi. Thế nhưng mà khi chỉ còn 2-3 căn phòng nữa là ra được bên ngoài, thì chính vào lúc này, cái bạn nam được xem là người yêu của bạn kia đang nắm tay bước đi. Bất ngờ là bạn nữ nghe thấy giọng nói kèm một cái đập vào lòng bàn tay mình, kêu là mở mắt ra đi, ra tới ngoài rồi nè. Tưởng là thật, bạn ấy mới mở mắt ra thì kinh hoàng hét lớn, bật khóc chạy thục mạng ra ngoài. Do bạn ấy thấy cái người nắm tay nãy giờ không phải là người yêu của mình, mà là một cái ông già râu ria dài thòng, bạc trắng hết rồi. Mặt mày thì xanh lè xanh lét, nhe răng ra mà cười với bạn ấy. Sau vụ việc này mới phát hiện ra bạn nữ ấy còn bị mất đôi dép với cả chiếc điện thoại. Tụi mình xuống lại tìm giúp nhưng mà không có thấy. May sao trò này có quy định không dành cho những người yếu tim, và tài sản cá nhân thì phải tự bảo quản lấy, không thì cũng phải đền bù cho người ta rồi.